Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì em lên một cái video giới thiệu là anh em với tất cả anh em là cái nâng tiếng ở đây là nâng tiếng BBE 882i anh em nhé. Dòng này thì hôm nay là vừa có hàng trở lại anh em nhé, và em cũng vừa bóc một chiếc ra, nguyên tôi bóc hộp xốp luôn. Và đang test một chiếc ở kia. Thì anh em có thể nghe cái tiếng chất nhạc nó hay như nào đúng không? Chiếc BBE này giá hiện tại đang là 1.600.000 anh em nhé. Và anh em có thể nhìn thấy á, rất đẹp, nhôm nguyên khối anh em nhé. Đó, đây là cái lớp sơn của nó. Nội thất thì đã giới thiệu với anh em nhiều rồi. Và rất là chất. Các phím của nó đều được bằng bi anh em nhé. Đó, rất là chất luôn, cực kỳ là xịn sò. Và với con nâng tiếng này nó hay hơn tất cả những loại nâng tiếng hiện tại đang bán trên thị trường anh nhé. Khẳng định với anh em luôn, hay hơn tất cả những máy nâng tiếng mà anh em vừa thấy trên thị trường. Con này là hàng loại 1 anh em nhé. Lưu ý với anh em là hàng loại 1 và chất lượng của nó cực kỳ cao. Và anh em có thể nghe thấy cái chất âm của nó. Đó, đây là không qua này. Đó, nghe khác chưa? Nghe khác chưa? Ấn vào nhé. Đó, nghe khác chưa anh em? Nhả ra nhé. Nghe khác chưa anh em? Đó. Nghe khác chưa? Nghe khác chưa anh em? Bây giờ ấn vào này. Nghe nảy hơn nhiều, bát lực hơn. Đó, thấy chưa? Ok chưa, nhả ra. Ok chưa, ấn vào này. Ok chưa. Đó, với con BBE này thì nó là một trong những cái dòng nâng tiếng em dám khẳng định với anh em là chất âm của nó rất là hay. Đó, mà để mà phân biệt được hàng loại một ấy thì anh em phải lưu ý với anh em, với em là như này. Các ốc của nó sẽ phải đối xứng với nhau anh em nhá. Đây này. Đấy, ốc sẽ phải đối xứng với nhau. Đấy, mặt phay nhôm rất là dày. Đấy. Chiết áp này bằng bi anh em nhá. Đấy, chiết áp bằng bi. Đấy. Và lưu ý với em là bên đằng sau này của nó này. Đấy, nó cũng phải có mấy con ốc này, nó phải đối xứng với nhau anh em nhá. Đấy, mấy con ốc này phải đối xứng với nhau hết. Đấy, anh em có thể thấy chưa? Đối xứng với nhau hết. Đấy. Và nó phải ghi là assemble in China anh em nhé. Đó, thì mới là ok. Và vì nó sản xuất ở China mà. Đấy, những cái này của nó rất là chất anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn thấy từng cái tiểu tiết nhỏ. Chứ cái này của nó in rõ ràng. Đấy, và nổi anh em nhé. Chứ nó không bị cái nắp này chìm xuống anh em nhé. Đấy, tất cả của nó đều phải là đối xứng, ốc đối xứng với nhau hết anh em nhé. Đấy, thấy chưa? Rất là chất chưa? Lớp sơn cực kỳ chất. Và giá của nó chỉ 1.600.000 thôi anh em nhé. Đấy, anh em thấy chưa? Rất là chất. Với cái này thì không phải giới thiệu với anh em nhiều rồi. Qua rất nhiều các bài test rồi, bây giờ anh em chỉ cần gõ là BBE 882i thắng cao audio là anh em xem được chi tiết nó anh em nhé. Đấy, dùng con này thì nếu mà dùng con này, anh em đang dùng con này mà bây giờ bỏ nó ra thì không thể nghe được đâu anh em nhé. Đấy, nghe nó khác biệt ngay đấy ạ. Đó. Nhả ra này, nghe nó khó chịu luôn, nghe nó yếu nản luôn anh em nhé. Ấn vào này. Con này thì em hết hàng từ trong Tết tới giờ anh em nhé. Thì bây giờ có hàng lại thì anh em nào có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ trực tiếp bên em, thì bên em sẽ gửi hàng cho anh em. Đó, và giá của nó là 1.600.000, bao ship tặng dây rắc đầy đủ cho anh em nhé. Và đây là em đang đánh từ máy tính ra luôn chứ không qua thiết bị nào khác. Đấy, chất âm của nó là chất âm thực. Đấy anh em nhé. Đấy, rồi ok, cảm ơn tất cả anh em đã tin tưởng xem video mua hàng anh em nhé. Anh em chưa đăng ký kênh thì xin hãy đăng ký cho em một kênh. Xin hãy ấn nút đăng ký giúp em và cho em xin một like. Đó, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video bên em anh em nhé.
Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau. Rất là chất luôn này anh em nhé.